Ngọc Thơ kính chào quý vị và các bạn. Kính mời các bạn xem bản tin Vì sao Tô Đại sẽ trở thành Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước và nắm trọn quyền lực ở Việt Nam. Vài ngày qua liên tiếp có hai thông tin. Thứ nhất, Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng, Giám đốc Công an Quảng Nam được bầu giữ chức Phó Bí thư tỉnh ủy và giới thiệu để bầu làm Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Nam. Thứ hai, ông Nguyễn Linh Ngọc, nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường, bị Bộ Công an khởi tố trong vụ án công ty cổ phần tập đoàn Thái Dương. Điều đó thể hiện quyết tâm không hề lay chuyển của Tô Chủ tịch trong việc tiếp tục duy trì và khẳng định quyền lực của mình. Tại Đại hội Đảng 14, Tô Lâm đặt mục tiêu trở thành Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước theo mô hình nhất thể hóa của Trung Quốc. Khi đó, ông sẽ nắm trọn quyền lực lãnh đạo tối cao của đảng. Hình ảnh cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ngày 22 tháng 7, AFI có bài Chủ tịch nước kiêm Tổng Bí thư, ông Tô Lâm nắm trọn quyền lực ở Việt Nam. Theo AFI, giới phân tích quốc tế khẳng định đây là điều khó có thể đảo ngược được. Việc nhất thể hóa hai chức danh Tổng Bí thư và Chủ tịch nước không phải là vấn đề mới ở Việt Nam. Vào tháng 10 năm 2018, sau khi Chủ tịch nước Trần Đại Quang qua đời, Tổng Trọng đã kiêm nhiệm Chủ tịch nước cho đến tháng 4 năm 2021, sau Đại hội Đảng 13. Giới quan sát và truyền thông phương Tây đều có chung đánh giá vào tháng 5 năm 2024, ông Tô Lâm được bầu làm Chủ tịch nước. Đây được coi là một bước đệm quan trọng cho việc thăng tiến lên Tổng Bí thư. Ông sẽ có khả năng tiếp tục củng cố quyền lực hơn nữa. Trong lúc này, dù chỉ là tạm quyền, song việc ông Tô Lâm đang nắm cả hai chức vụ cao nhất Việt Nam là một thắng lợi toàn diện. Theo đó, đây là vấn đề đã được ông Tô Lâm suy tính từ nhiều năm. Ông ý thức được rất rõ về vai trò của chức vụ Bộ trưởng Bộ Công an là vị trí trung tâm chiến lược trong bộ máy nhà nước công an trị. Hình ảnh Chủ tịch nước Đại tướng Tô Lâm. Nhờ vị trí chiến lược này, đã từ lâu, ông Tô Lâm trở thành một ứng viên có tiềm năng lớn để thay thế ông Trọng trên cương vị Tổng Bí thư. Theo tính toán, nếu cần thiết, Ban chấp hành Trung ương có thể quyết định triệu tập một phiên họp bất thường. Ngược lại, Hội nghị Trung ương 10 sẽ là thời điểm ra nghị quyết xác nhận Chủ tịch Tô Lâm sẽ tạm quyền Tổng Bí thư để lãnh đạo đảng từ nay đến Đại hội 14. Bước sang Đại hội 14 đầu năm 2026, khả năng cao ông Tô Lâm sẽ được bầu làm Tổng Bí thư. Để có được thành quả lớn lao như hiện nay, ông đã thành công tại Hội nghị Trung ương 8 khóa 13, làm cho kế hoạch nhân sự chủ chốt, cũng như mọi phương án nhân sự cho Đại hội 14 của Tổng Trọng phá sản. Đến tháng 5 năm 2024, Tô Lâm trở thành nhân vật quyền lực số 2 của đảng. Đây là kết quả của sự tính toán và chuẩn bị của Tô Lâm. Hình ảnh Bộ trưởng Bộ Công an, Thượng tướng Lương Tam Quang. Một điểm quan trọng khác vào thời điểm đó, với việc tình trạng sức khỏe của Tổng Trọng không được tốt, ông Trọng thường xuyên phải ở trong Bệnh viện Quân y 108 để được chăm sóc sức khỏe. Đó cũng là lúc mà ông Tô Lâm chính thức lĩnh trách nhiệm về công cuộc chống tham nhũng. Kể từ đó, Bộ trưởng Tô Lâm hoàn toàn kiểm soát được bộ máy đảng và nhà nước, có khả năng chi phối đối với các ủy viên Bộ Chính trị cũng như Ban chấp hành Trung ương đảng, tới mức có thể ra quyết định tiền trảm hậu tấu đối với một số vụ án nhạy cảm liên quan đến các quan chức cấp cao. Một điều quan trọng nhất, Tổng Trọng và Tô Lâm có chung quan điểm là phải siết chặt xã hội Việt Nam, phải sử dụng kỷ luật sắt của chế độ công an trị. Đây là điều khiến cho một bộ phận không nhỏ trong ban lãnh đạo Việt Nam đặt lòng tin vào Tô Lâm trong việc đảm bảo an ninh chính trị của chế độ. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời báo.d với bản tin Vì sao Tô Đại sẽ trở thành Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước và nắm trọn quyền lực ở Việt Nam. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết, cũng như bấm nút đăng ký kênh YouTube và Facebook của Thời báo.d để được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Ngọc Thơ kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Giữa Tổng Trọng và Tô Tịch, ai nguy hiểm hơn? Hậu Nguyễn Phú Trọng là Tô Lâm, điều này đã chắc chắn đến 99%. Còn 1% là khả năng Tô Chủ tịch có thể bị đột quỵ hay ngộ độc gì đó thì mới tới lượt kẻ khác. Nếu không có gì bất ngờ, tương lai gần sẽ là thời của Tô Lâm. Việc Tô Lâm lên ngôi được xem là cướp ngôi hơn là truyền ngôi, bởi trong dự định của Tổng Trọng trước đó không có Tô Lâm. So với lúc ông Trọng lên ngôi vào năm 2011, thì cách lên ngôi của ông Tô Lâm khác hẳn.
ông Nguyễn Phú Trọng được chọn mặt gửi vàng và cứ thế đến hẹn lại lên. Còn Tô Lâm thì gây từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Hình ảnh sức mạnh của ông Trọng trước đây được ví như con sóng ngầm. Khi Nguyễn Phú Trọng lên làm tổng bí thư, dư luận không đánh giá cao năng lực của ông, bởi trước đó khi ông ngồi trên ghế chủ tịch quốc hội thì không hề gây nên sóng gió gì. Trong gần hết thời gian của nhiệm kỳ đầu, ông Trọng luôn chịu lép vế trước ông thủ tướng thời đó là Nguyễn Tấn Dũng. Phải gần hết nhiệm kỳ đầu tiên, ông Trọng mới khiến cho đối thủ sừng sỏ nhất trên chính trường lúc đó phải buông tay giả từ cuộc chơi. Đến lúc đó dư luận mới thấy trong tổng Trọng có sự đáng sợ như thế nào. Ông vượt lên đối thủ cùng thời với bề ngoài mang hình tướng của một quan văn yếu đuối. Trái ngược với tổng Trọng, Tô Lâm tỏ ra nguy hiểm ngay từ đầu. Ông Tô Lâm dùng võ lực để đánh đông dẹp tây mới đoạt được ngôi báu. Dù chưa chính thức ngồi vào ghế tổng bí thư, nhưng Tô Lâm làm cho biết bao nhiêu đối thủ phải khiếp sợ. Vậy câu hỏi đặt ra là liệu Tô Lâm có làm nên chuyện lớn như ông Trọng đã làm được trước đây hay không? Bước đầu, Tô Lâm đã gây ra nỗi khiếp sợ trong đảng nhiều hơn Nguyễn Phú Trọng ở thời kỳ đầu nắm quyền. Tuy nhiên, không ít người đánh giá thời của Tô Lâm khó có thể kéo dài như thời của ông Nguyễn Phú Trọng bởi nhiều nguyên do. Tô Lâm tỏ ra nguy hiểm hơn Nguyễn Phú Trọng nên ông sẽ bị chống đối nhiều hơn so với ông Nguyễn Phú Trọng. Dưới thời của ông Trọng, ông nuôi các nhóm Nghệ An, Hà Tĩnh và Hà Nội lớn mạnh. Trong khi đó, Tô Lâm chỉ dám tin tưởng vào người Hưng Yên và một vài người ngoài Hưng Yên có quan hệ ân nghĩa sâu đậm với gia đình ông. Nghĩa là ông Tô Lâm khó quy tụ được lực lượng đông đảo dưới trướng như ông Tổng Trọng đã làm. Đối với ông Trọng, không ít quan chức dưới trướng mến mộ ông ta thực sự. Còn với Tô Lâm, hầu hết đều sợ chứ không phải yêu mến ông ta. Cả thuộc hạ lẫn đối thủ của Tô Lâm đều rất sợ ông. Điều này cũng dễ hiểu bởi Tô Lâm xuất thân từ ngành công an, không có lợi thế nào khác ngoài việc đe dọa. Cách lên nắm quyền của Tô Lâm cho thấy Đảng Cộng sản Việt Nam đang bước sang giai đoạn mới, giai đoạn khủng bố. Ngay trong đảng, ông Tô Lâm cũng sẽ dùng công cụ bạo lực cách mạng để củng cố quyền lực. Đây là con dao hai lưỡi. Chính cách cai trị này cũng sẽ khiến Tô Lâm có nhiều kẻ thù hơn so với ông Trọng. Hình ảnh sức mạnh của Tô Lâm hiện nay chẳng khác nào cơn sóng dữ. Trước đây, lực lượng công an luôn gắn liền với khẩu hiệu còn đảng còn mình. Giờ đây, Tô Lâm đã biến bộ công an thành bộ Hưng Yên. Có lẽ khẩu hiệu phải là còn Tô còn mình thì sẽ thích hợp hơn. Có người so sánh bề ngoài Tô Lâm nguy hiểm hơn, nhưng thực chất Nguyễn Phú Trọng mới thực sự nguy hiểm. Ông Trọng như cơn sóng ngầm khó lường, còn Tô Lâm như cơn sóng lớn nổi trên mặt nước. Tô Lâm tỏ ra rất hung hãn, nhưng cũng vì thế mà đối thủ dễ tính đường tránh né hơn so với ông Nguyễn Phú Trọng. Tô Lâm tạo ra sóng gió cho không biết bao nhiêu người, thì có thể ông cũng sẽ nhận lấy bấy nhiêu cơn sóng dữ từ những đối thủ. Khi mà cả bộ chính trị liên kết lại để chống Tô Lâm, thì lúc đó Tô Lâm cũng khó mà chống đỡ. Với cách cai trị như hiện nay, hứa hẹn một tương lai không bình yên cho ông Tô Lâm. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ thời báo.d với bản tin Giữa Tổng Trọng và Tô Tịch, ai nguy hiểm hơn ai? Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết cũng như bấm nút đăng ký kênh YouTube và Facebook của thời báo.d. để được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất.